Chào các em, trong video này thầy sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải các bài tập chuyển động thẳng đều. Dạng số 1, tính tốc độ trung bình. Đối với dạng số 1, tính tốc độ trung bình này, chúng ta có phương pháp giải như sau. Đầu tiên, các bạn phải nhớ và sử dụng cho thầy công thức của chuyển động thẳng đều, đó là công thức quãng đường S bằng VT. Công thức thứ hai là công thức tính tốc độ trung bình. Thì tốc độ trung bình của chúng ta ký hiệu là VTB thì được tính là bằng S chia cho T, nó chính là bằng quãng đường chia cho thời gian. Và quãng đường ở đây chúng ta lưu ý, quãng đường S này nó sẽ bằng tổng tất cả các quãng đường trong quá trình chuyển động, đúng không? Cho nên S sẽ bằng S1 cộng S2 cộng chấm chấm cộng SN. Còn thời gian T này cũng là tổng thời gian chuyển động, cho nên nó bằng T1 cộng T2 cộng chấm chấm cộng TN. Hay nói một cách ngắn gọn, tốc độ trung bình của chúng ta sẽ bằng tổng quãng đường chia cho tổng thời gian. Đó là công thức thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ để tính cái dạng toán này. Công thức thứ ba là tốc độ trung bình, hay còn gọi là vận tốc trung bình trong chuyển động thẳng đều. Thì V này cũng sẽ được tính là bằng x trừ x0 trên t trừ t0. Với x là tọa độ của vật tại thời điểm t, còn x0 là tọa độ của vật ở thời điểm t0. Đấy, về phương pháp giải bài toán này, các bạn nhớ cho thầy ba cái kiến thức cơ bản như trên. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức này để giải một số bài tập vận dụng. Chúng ta bắt đầu với bài tập vận dụng số 1. Một xe chạy trong 3 giờ, 1 giờ đầu chạy với tốc độ trung bình 60 km/h. 2 giờ sau, xe chạy với tốc độ trung bình 40 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đề bài yêu cầu chúng ta đi tính tốc độ trung bình của xe. Mà trong suốt thời gian chuyển động của chúng ta 3 giờ, đúng không? Là công thức tính tốc độ trung bình thì là V trung bình bằng quãng đường chia thời gian. Vậy quãng đường thời gian ta có rồi, cho nên đầu tiên chúng ta phải đi tính quãng đường, đúng chưa? Đây đi, bài này chúng ta sẽ giải như sau này. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi tính quãng đường mà xe này đi được trong 1 giờ đầu. Thì chúng ta có quãng đường xe đi được trong 1 giờ đầu sẽ là S1 bằng V1 nhân T1, đúng không? Mà V1 của chúng ta là bằng 60 km/h, cho nên nó bằng 60 nhân T1 là trong 1 giờ, 60 nhân 1 bằng 60 km. Tiếp tục, chúng ta lại đi tính quãng đường mà xe này đi được trong 2 giờ sau. Thì quãng đường xe đi được trong 2 giờ sau sẽ là S2 thì bằng V2 nhân với T2, đúng chưa? Mà V2 thì đề bài cho chúng ta là bằng 40 km/h, T2 bằng 2 giờ, cho nên nó bằng 40 nhân 2 và bằng 80 km. Đến đây thì chúng ta đã có quãng đường vật đi được trong 1 giờ đầu, trong 2 giờ sau thì chúng ta sẽ có tổng quãng đường vật đi được sẽ là bằng S1 cộng S2. Đó. Và từ đây thì chúng ta suy ra công thức tính tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động sẽ là V trung bình này bằng tổng quãng đường là S1 cộng S2 chia cho tổng thời gian là T1 cộng T2. Đúng chưa? Và tổng được quãng đường của chúng ta thì sẽ bằng 60 cộng với 80. Bởi vì S1 của chúng ta bằng 60 km, S2 bằng 80 km, chia tổng thời gian là chia cho 3. Và kết quả chúng ta tính được vận tốc trung bình của chúng ta trong suốt thời gian chuyển động là 46,67 km/h. Đấy, bài số 1 chúng ta có đáp số là 46,67 km/h. Chúng ta tiếp tục đến bài vận dụng số 2. Một xe đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình V1 bằng 12 km/h. Và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình là V2 bằng 18 km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường. Đấy, thì bài này chúng ta thấy là người ta cho nửa đoạn đường đầu này thì xe này có tốc độ trung bình là 12 km/h. Nửa đoạn đường sau có tốc độ trung bình là 18 km/h. Và bắt chúng ta tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường. Thì để giải bài này, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm thời gian xe đi nửa đoạn đường đầu. Thì ta có thời gian xe đi nửa đoạn đường đầu là T1 thì nó sẽ bằng quãng đường S1 chia cho V1,
đúng không? Mà S1 này là nửa đoạn đường đầu, cho nên nó bằng cả cái quãng đường S chia cho 2. Cho nên đến đây chúng ta có nó chính là bằng S chia cho 2 nhân V1. Thì ở đây chúng ta có S trên 2 này này, thì chính là cái S1, đúng không? Đây, nó bằng S chia cho 2 V1. Và đây chúng ta có V1 đề bài cho chúng ta là bằng 12 km/h, cho nên T1 của chúng ta sẽ bằng S trên 24 và đơn vị là giờ. Tiếp tục, chúng ta lại đi tính thời gian mà xe đi nửa đoạn đường sau. Thì thời gian xe đi nửa đoạn đường sau là T2 cũng sẽ bằng S2 chia cho V2. Đó, S2 này lại là nửa đoạn đường, cho nên nó lại bằng S chia 2. Vậy T2 của chúng ta cũng sẽ bằng S chia cho 2 nhân với V2. Thì ở đây cái S chia 2 này chúng ta lưu ý nó chính là cái S2, đúng chưa? Và nó bằng S chia 2 V2. Với V2 của chúng ta là bằng 18 km/h, cho nên dẫn đến T2 sẽ bằng S chia cho 36, đơn vị là giờ. Đấy. Sau khi chúng ta tính được T1, T2 rồi thì chúng ta sẽ có tốc độ trung bình, lúc này là V trung bình sẽ bằng tổng quãng đường S chia cho T1 cộng với T2, đúng không? Bằng tổng quãng đường S chia cho T1 cộng T2. Và chúng ta bây giờ ta thay T1 bằng S chia 24, T2 bằng S chia 36 vào, thì chúng ta có V trung bình của chúng ta sẽ bằng S chia cho S trên 24 cộng S trên 36. Đó, đến đây chúng ta rút gọn S đi rồi quy đồng lên thì chúng ta sẽ thu được tốc độ trung bình sẽ bằng 24 nhân 36 chia cho 24 cộng 36. Và kết quả ta tính được tốc độ trung bình là bằng 14,4 km/h. Vậy bài số 2 này chúng ta có tốc độ trung bình trên cả đoạn đường là 14,4 km/h. Ta tiếp tục đến bài số 3. Một xe đi 1/4 đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình V1 bằng 10 km/h. 3/4 đoạn đường sau với tốc độ trung bình V2 bằng 15 km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường. Thì bài số 3 này chúng ta thấy này, 1/4 đoạn đường đầu thì xe này có tốc độ trung bình là 10 km/h, đúng không? 3/4 đoạn đường sau xe có tốc độ trung bình là 15 km/h, và yêu cầu chúng ta đi tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường. Thì đối với bài này, đầu tiên chúng ta cũng sẽ đi tính thời gian mà xe đi 1/4 đoạn đường đầu. Đấy, thì thời gian xe đi 1/4 đoạn đường đầu sẽ là T1 sẽ bằng S1 chia cho V1. Với S1 này này là 1/4 đoạn đường đầu, cho nên nó sẽ bằng S chia cho 4, đúng không? Với S này là tổng cả quãng đường mà nó đi. Vậy thì dẫn đến T1 của chúng ta sẽ bằng S chia cho 4 V1. Và V1 người ta cho chúng ta bằng 10 km/h, nên T1 sẽ bằng S chia cho 40. Tiếp tục, chúng ta tính thời gian mà xe đi 3/4 đoạn đường sau thì sẽ là T2 cũng sẽ bằng S2 chia cho V2. Đó. Và S2 ở đây lại bằng 3/4 đoạn đường, cho nên nó sẽ bằng 3/4 S. Đó. 3/4 S này chia cho V2. Vậy nó sẽ bằng 3S chia cho 4 V2. Mà chúng ta có V2 lại bằng 15, cho nên dẫn đến T2 của chúng ta, ta thay V2 bằng 15 vào đây thì nó sẽ bằng S chia cho 20, đơn vị là giờ. Được chưa? Vậy chúng ta đã đi tính được cái thời gian mà xe này đi 1/4 đoạn đường đầu và thời gian xe đi 3/4 đoạn đường sau. Sau khi tính được hai thời gian này thì chúng ta sẽ suy ra tốc độ trung bình, lúc này là V trung bình sẽ bằng tổng quãng đường S chia cho tổng thời gian là T1 cộng T2. Đúng không? Và bây giờ ta thay số vào thì nó chính là bằng tổng quãng đường S này chia cho T1, ta vừa tính là S chia 40, cộng T2 là S chia 20. S chia 40 cộng S chia 20. Và đến đây thì chúng ta rút gọn S đi, đúng không? Và kết quả này chúng ta thu được là nó bằng 20 nhân 40 chia cho 20 cộng 40. Và bấm máy tính thì ta tính được tốc độ trung bình lúc này sẽ bằng 13,33 km/h. Vậy bài số 3 này chúng ta có tốc độ trung bình trên cả quãng đường là 13,33 km/h.
Video hướng dẫn chúng ta giải dạng số 1 tính tốc độ trung bình đến đây là kết thúc. Trong quá trình học, có điểm nào mà các em còn chưa rõ thì hãy comment phía dưới để các thầy sẽ giải đáp cho các em. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.